Em Thắng xin chào toàn thể anh chị em đang xem kênh ạ. Chả em hôm nay có lên sóng cho toàn thể anh chị em một bạn cún đực mang màu đỏ cháy nhá. Bạn này thì ở ngoài khẳng định với anh chị em là đỏ hơn ở trên video là rất nhiều. Đã. Khẳng định luôn. Bạn này hiện tại của bên em thì bây giờ là hơn 80 ngày. Em đã tiêm vaccine 3 mũi nhá. Đấy. 3 mũi vaccine. Lông bạn này thì cực kỳ sát. Bạn này thì bây giờ thì chắc chắn là phải được tầm khoảng độ 8 cân rưỡi 9 kg. Nào, nhìn con chó lông sát rất trắng. Chắc anh chị em cứ yên tâm là bên em báo mức cân rất chuẩn. Bàn giao chó cho anh chị em là bên em sẽ, nếu mà xa thì là bên em sẽ cân qua để nó chuẩn chỉnh. Bản thân là con chó lông nó sát, thành ra là rất chắc chó. Nhiều khi báo con chó cho anh em mới có 8 cân nhưng mà cân lên thành 9 kg. Nói chung là bên em lúc nào bao giờ phải báo thụt đi. Tai bạn này thì bây giờ là lên đến 90% 55% rồi. Bạn này màu đỏ thì rất đẹp. Đấy, nếu mà anh chị em nào mà yêu thích màu đỏ thì bạn khẳng định bạn đực này là một con bạn đực màu đỏ rất chất, rất đẹp. Còn tuy nhiên người thích màu đen thì có thể là cho rằng màu đỏ xấu. Và người thích màu đỏ thì sẽ cho rằng là màu đen xấu. Đấy, cho nên là mỗi người mỗi mắt. Còn như riêng bản thân em là người chơi chó thì đây là một bạn đực màu đỏ khá chất luôn. Đấy. Nói chung là con chó lông sát, thành ra nhìn nuôi sạch sẽ. Bạn này thì không đốm trắng, ngực hơi đen một tí. Đấy. Để em cho điện thoại mà gần vào đây. Có một mình em thành ra là em quay nó hơi vất vả. Đấy. Đỏ ở ngoài thì khẳng định với anh là đỏ bã trầu nhá, chứ không phải đỏ 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 vàng như trên video đâu. Đấy. Nhìn con chó nói chung là khá thần thái, mặt thì đen xì. Đấy. Lông lưng đỏ, lông sát tịt luôn. Nhìn tổng thể con chó khá đều và đẹp. Đấy. Nói chung là quay như này nhiều khi là nó không đúng góc quay, thành ra là cái độ phân giải của con, độ màu màu sắc nét của con chó là nó sẽ bị giảm đi. Đấy. Còn nói chung nó có sao thì em nói vậy chứ không bao giờ chỉnh màu mấy cái thứ, thành ra nhiều khi anh chị em nhận chó này sau thì video một kiểu này chó một kiểu thì nhà nó không hay. Đấy, anh chị em nhìn kỹ. Màu nói chung ngoài đỏ, nói chung là con chó nó mình ấy được sạch sẽ chứ thứ nhìn nó đẹp, chứ nhiều khi con chó nó lông ná nó sơ xác xước các kiểu rồi gầy gò lấm ghẻ các thứ nhìn nó mất mạ con chó đấy. Nhìn ngực đen, ngực riêng bạn đực này nhá, nếu mà thay lông xong mặt bạn được ngực bạn này còn đen hơn đấy. Bản thân ở đây một phần vẫn đang đẩy lông lông vẫn còn lông máu, chưa 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 ra cái lông cứng. Đấy, nhìn nói chung con chó nhìn đẹp, tổng thể đều, không một tật lỗi nhá. Anh chị em yên tâm là bên em xuất hai con rồng ra là không một tật lỗi. Đấy. Hàng này thì anh chị em về là chỉ việc nuôi, không phải tiêm phòng vaccine chưa thứ gì cả. Tẩy giun thì bên em cũng đã tẩy giun định kỳ rồi. Đấy. Nói chung một con chó tẩy giun định kỳ được hàng tuần, hàng tháng thì mình nuôi con chó nó chỉ việc phát triển. Không phải ai. Đợt này có mình em thành ra là em chỉ lên video một đoạn thôi. Còn lúc sau này em sẽ cầm máy để cho anh chị em xem một chi tiết. Đấy. Đấy anh chị em nhìn nó đi ra là đầu 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 đầu, đầu bên này cái này lại thành màu vàng. Đi sang bên này cái thì nó còn lên đỏ một tí. Còn anh chị em cứ yên tâm về chất lông, về màu đỏ. Yeah. Màu đỏ bên ngoài nó sẽ thâm nhất như màu đỏ trên lưng ở hai sườn nha, đã nhìn đây nó lại nhạt, rất nhạt, thành ra nhiều khi anh chị em nhận chó là bảo đẹp hơn trên video. Đấy. Anh chị em nào mà ở gần thì qua trại em, ưng thì đón các bạn cún ý về. Còn đối với anh chị em mà ở xa mà không qua được thì cái bạn Zalo em sẽ gửi thêm video clip hình ảnh cho toàn thể anh chị em xem. Đã.
anh chị em xem ưng thì anh em mình giao dịch. Còn nói chung là anh chị em nếu mà kết nhá thì vui lòng kết thực sự thì xin số tài khoản của em rồi chuyển cọc giúp bọn em. Còn nếu mà lăn tăn thì thôi, đừng đừng hẹn như thứ thành ra là mất việc. Nhiều khi có hai người hỏi một con chó, cứ bảo là em ơi để cho anh con này nhé, rồi chiều tối anh chuyển khoản, xin số tài khoản các kiểu, rồi bảo chiều tối anh chuyển khoản, đến lúc lại bảo là em ơi thông cảm, anh mua được con chó khác rồi, mà đến lúc khách người ta hỏi thì em lại không bán, em lại từ chối khách kia, thành ra là lỡ mất việc của em. Đấy, nhiều khi thì nói chuyện như thứ thì nói thật với anh chị em là tiền ở trong túi anh chị, còn chó thì ở nhà em, anh chị xuống cọc thì đó là chó của anh chị đúng không? Còn khách người anh chị chưa xuống cọc, nếu mà khách người ta đến tận trại em, người ta ưng thì chả nhẽ là em lại không bán, em lại giữ giữ ở lúc anh chị không mua, rồi thành ra con chó lại thành tồn đọng lại đấy. Cho nên là anh chị em lưu ý giúp em một vấn đề ấy nhá. Đấy, gần đây thì nói chung là đợt vừa rồi là trại có bán rẻ đi thì là thành ra là có gặp vài trường hợp như thế đấy, cho nên là anh chị em phải thông cảm giúp bên em đấy. Chứ còn nói thật sự là nếu mà đã cọc thì là chó của anh chị, chứ chả bao giờ em đánh tháo mà để em bán giá cao đi cả. Đấy, còn đối với bạn Đực ở trên video này thì giá chào bán cho bạn ấy là 5 triệu rưỡi đấy nhá. Anh chị em mà ở gần thì qua em, còn ở xa thì bọn em vẫn ship vẫn như các video khác và bảo hành cho anh chị em là nhận chó không một tật lỗi, bảo hành thêm cho anh chị em là 15 ngày về bệnh ca đe bệnh ba vô, nếu trường hợp xấu xảy ra thì trại xin phép là được đổi lại con giống vào ít ngày sau, hoặc là trại sẽ đền bù lại tiền cho anh chị em. Đấy, anh chị em xem kênh cho em xin một nút like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo với những bạn cún khác. Kết thúc video, em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh chị em ở những video tiếp theo ạ.